Xin kính chào tất cả các anh em mình nha. Hôm nay tôi có mới bứng một số cái phôi lên sam 86 và song hinh các bạn. Thì đa số những gốc này nó nở bậy, bậy thì nở nhưng mà rễ thì chắc cỡ 5 đến 7 điểm. Cây vót cây được cắt vót cây thì mình phải vui về làm chừng lắc nha. Thì đối với chừng lắc lùng như mấy cái này thì rất là mau thành phẩm các bạn. Đây là một số cây mẫu nha các bạn. Đây là một số cây chữa lắc nè, tôi đã được định vị cắt ngay đúng mầm hết rồi đó. Thì khi nào mình mua về thì nó sẽ trồng khoảng nửa tháng tháng thì sẽ ra mầm ngay cái nơi đầu cắt, thì mình tiến hành mình uống. Thì các bạn có nhu cầu về cái giống lên sam 86 này thì liên hệ với số điện thoại trên màn hình hoặc là kết bạn Zalo để tôi gửi ảnh cho anh em mình theo dõi và mua, và có nhu cầu mình mua. Thì trung bình phôi này khoảng 300 các bạn, thì có những phôi lớn hơn thì giá nó sẽ cao hơn tí vì cái giống lên sam 86 này trồng rồi rất là lớn. Nó nhỏ lâu lớn nên là cây nhỏ hơn không hình hoặc là siêu bông nhưng mà giá nó có thể bằng hoặc là cao hơn tí. Rồi, cảm ơn anh em mình đã quan tâm. Rồi, chúc anh em mình dồi dào sức khỏe và xin hẹn gặp lại.